Xin chào vị đã đến với chương trình trực diện TV. Thì cái việc mà chống cái con coronavirus tính đến hiện nay thì nó có cái sự tranh cãi rất là nhiều, và những cái biện pháp được đưa ra đó nó cũng rất là khác nhau, ngay tại Hoa Kỳ hay là ngay tại châu Âu hay là nhiều cái nước khác, nó cũng có những cái điều định rất là khác nhau. Thì nhiều ý kiến nói rằng nên phải phong tỏa, nhất là những cái trung tâm dịch đó, theo cái kiểu là nội bất xuất ngoại bất nhập, rồi thực hiện các việc mà kiểm tra y tế, giám sát rất là chặt chẽ để mà truy tìm theo nào là F1, F2, F3 để rồi có các khoanh vùng, hay là sử dụng các cái biện pháp giống như ở bên Hàn Quốc là người ta xét nghiệm những cái người nào đã dương tính rồi, thì thậm chí là theo cái kiểu sử dụng các cái định vị vệ tinh đó để rồi thông báo là những cái người nào ở khu vực nào, để rồi những cái người xung quanh đó họ phải tiến hành các việc đi khám nghiệm, đi xét nghiệm thêm để rồi biết mình có bị nhiễm hay không, và người ta tăng cường ra cái khả năng để mà đi xét nghiệm nữa. Thì hàng loạt những cái biện pháp được đặt ra, được làm ở bên Hàn Quốc, người ta cho rằng nó khá là thành công, bởi vì các cái số liệu gần đây cho thấy là cái số lượng người mà họ bị nhiễm nó cũng ít lại rồi, ngay cả số lượng người chết ở Hàn Quốc được cho là theo cái tỷ lệ người nhiễm đó nó thấp nhất. Thì có hay không cái việc mà, nhưng mà ở Hàn Quốc cũng bị người ta đánh giá nhiều, đánh giá về cái việc mà có nhân quyền hay không, có nhân chủ hay không, và có tiết lộ những cái thông tin cá nhân của người này người nọ, không can thiệp quá vào những cái đời sống riêng tư của họ, thì cũng bị chỉ trích nhiều chứ không phải bị chỉ trích. Tuy nhiên thì ở phía Hàn Quốc họ nói là họ vì cái mục đích chống dịch cho nên là bây giờ họ vẫn làm, và họ đã sản xuất rất là nhanh những cái bộ kit thử nghiệm, và những cái bộ đó bây giờ được bán ra bên ngoài. Ngay cả Hoa Kỳ thì họ ở Hoa Kỳ thì CDC họ không có đồng ý với những cái bộ thử nghiệm đó, họ nói chung là họ xem xét thêm chứ không phải là họ quyết định là cái việc mà công nhận cái bộ thử nghiệm đó. Và ở Hoa Kỳ thì họ có những cái bộ thử nghiệm riêng, mà ngày hôm qua thì theo thông tin cho thấy rằng cái bộ thử nghiệm nó chỉ có trong vòng có 2 phút 5 phút là có giá trị rồi, tức là nó không có kết quả ngay lập tức, nó sẽ đẩy nhanh hơn nữa cái việc mà người ta khám nghiệm. Và trong có mấy ngày thì cái lượng người mà họ khám nghiệm tại Hoa Kỳ cũng đã đẩy lên cả triệu người, và rất có thể là trong 2 tuần tới thì cái lượng người đi kiểm tra tại Hoa Kỳ đó, xét nghiệm nó sẽ tăng hơn nữa, và cái việc mà tăng cái số lượng người mà đi xét nghiệm lên để sẽ phát hiện ra rất là nhiều người dương tính. Bởi vì ở Hoa Kỳ thì người ta không thực hiện cái kiểu phong tỏa mà theo cái kiểu khu vực giống như ở phía bên Vũ Hán, hay là nhiều cái nơi như ở Việt Nam đã từng làm, hay là nhiều cái nơi khác nữa, thậm chí là bên Ấn Độ, bên Hàn Quốc. Thí dụ là khi phát hiện một cái khu vực có dương tính thì người ta bao vây nguyên cái khu vực, nguyên cái chung cư đó lại, nguyên cái làng xã đó, thậm chí như Vũ Hán là nguyên cái thành phố bị phong tỏa. Thì Hoa Kỳ đến hôm nay chúng ta biết rõ ràng là ở New York cái số lượng người nhiễm rất là lớn, có thể là số người nhiễm không nó cũng đã sẽ vượt qua ngay cả Trung Quốc luôn nữa trong thời gian tới. Và chúng ta thấy rằng người ta vẫn không có phong tỏa, không có cái kiểu mà ngăn sông cấm chợ, không có kiểu mà để thực hiện hàng loạt những cái biện pháp mà cách ly bắt buộc. Đó là cái điều mà nhiều người họ chỉ trích lắm, ngay cả ông Bill Gates là tỷ phú của Hoa Kỳ cũng nói rằng cần phải thực hiện các cái việc phong tỏa, ngay cả không phải là phong tỏa không cái việc của New York không, mà tất cả các cái vùng ở trên nước Mỹ luôn. Tức nghĩa là những cái trung tâm dịch là phải phong tỏa thôi, giống như ở bên Los Angeles hay là ở bên Chicago hay là một cái thành phố nào đó, bên Seattle, ở chỗ chỗ nào cũng vậy, cũng phải phong tỏa hết để không cho những cái người dân ở ngoài bên đó họ đi ra. Chứ như cái kiểu như hiện nay thì những người dân họ đi từ cái chỗ này qua chỗ khác, rồi họ cũng được quyền đi làm việc, họ cũng được quyền đi mua thực phẩm, đi mua thức ăn theo một cái kiểu cũng khá là mở đó, nó sẽ không có hiệu quả và cái dịch bệnh nó vẫn tiếp tục nó lây lan, và chúng ta sẽ không có đẩy lùi được cái căn bệnh này, và nó vẫn còn âm ỉ ở đâu đó, bởi vì những người đã tiếp xúc rồi, họ có dương tính rồi thì họ vẫn cứ đi tới đi lui, thậm chí là họ còn đi xa nữa. Thì những cái việc mà nước Mỹ đang làm hiện nay thì bị đánh giá là nó kém hiệu quả, nó không có thực hiện đúng theo những cái cách mà những cái nước mà họ làm theo cái kiểu phong tỏa đặc biệt đó, họ hơi khắt khe hơn thì nó lại đẩy lùi được cái căn bệnh. Giống như ở Trung Quốc thì nửa tuyên bố là rõ ràng là họ đẩy lùi được theo cái kiểu họ phong tỏa, họ chấp nhận theo cái kiểu mất nhân quyền, mất cái gì hết, cái họ bắt bớ, họ làm đủ thứ chuyện hết. Tuy nhiên sau cái thời gian 1 tháng rồi thì chúng ta thấy
rõ ràng bây giờ khi mà mở ra cái Vũ Hán, mở ra cái Hồ Bắc thì có thể là mọi người cũng có thể bắt tay với nhau, chỉ là đeo khẩu trang thôi, nhưng mà mọi người đã được cho rằng có thể đi làm việc trở lại, ít nhất là vào ngày 4 tháng 3 tới đây, ngày 3 tháng 4 tới đây. Thì đó là một cái điều mà bây giờ họ tranh luận với nhau rất là gay gắt. Còn vấn đề ở góc độ chính phủ thì cũng đang thực hiện các cái biện pháp mà người ta nói rằng cũng đang thử nghiệm thôi, chứ không không phải là dám chắc 100%. Nhưng mà những cái lời tuyên bố như chúng ta thường nghe vừa gian vừa qua là ở nhà để mà thực hiện cái trách nhiệm cộng đồng, ở nhà để mà thể hiện tầm yêu nước, ở nhà để cùng cái chính phủ chống dịch, ở nhà để mà thực thể hiện cái sức mạnh của mình vì cái cộng đồng, về để đẩy lùi cái căn cái nỗi lo toàn cầu như hiện nay. Thì rõ ràng chúng ta thấy là thời gian trước đây, tức là 2 tuần trước, thì ở Hoa Kỳ đã thực hiện một số khu vực rồi trong cái việc mà kêu gọi người dân ở nhà. Thì ở những cái thành phố này, thành phố khác thấy nó có cái hiệu quả là cái tỷ lệ lây lan nó thấp đi, và cái người mà họ bệnh nặng nó cũng ít đi. Thì bây giờ thực hiện trên toàn quốc cũng theo cái kiểu kêu gọi đó, thì hy vọng rằng trong 2 tuần tới, nếu như mà cùng với cái việc mà đẩy mạnh lên cái việc mà xét nghiệm đó, mà cái số lượng người nhiễm mà không có tăng quá nhiều, hoặc là những cái người bệnh nặng nó không có quá cao đó, thì rất có thể người ta sẽ thay đổi các biện pháp. Còn nếu như mà theo cái kiểu mà chúng ta thường hay nói là cái tình trạng nó xấu nhất, tức nghĩa là cái số người nó quá nặng đi, rồi số người tử vong cũng quá cao, cái hệ thống y tế quá tải các thứ, thì có lẽ người ta phải thực hiện các biện pháp mà nó khắt khe hơn nữa, theo cái kiểu phong tỏa, hay cái kiểu mà thực hiện chữa trị bắt buộc như thế này như kia, hàng loạt những cái vấn đề được đặt ra. Thì nhiều người thì không đánh giá là nếu mà đợi đến cái thời điểm đó thì nó có quá trễ hay không, bởi vì cái thời gian vàng là cái thời gian lúc này cũng còn đủ điều kiện, đủ cái thời gian để mà làm. Vậy tại sao không làm lúc này đi, không thể hiện là mình có một cái trách nhiệm, hoặc là mình thực hiện cái quyền này quyền nọ để mà hòng khống chế cái căn bệnh mà nó triệt để hơn. Thì ở phía Hoa Kỳ đó, các cái phe phái hay là những cái người mà đấu tranh dân chủ, nhân quyền, đấu tranh xã hội, thì họ cũng nói rất là nhiều các lý do. Bởi vì theo cái hiến pháp của Hoa Kỳ, theo cái luật pháp của cái xứ sở này, một cái xứ sở tự do, cái vị cha già của nước Mỹ hồi xưa đó, khi mà tìm ra cái châu Mỹ này, họ đã đấu tranh rất là nhiều, họ đã phải cực khổ để mà có được cái mảnh đất như ngày nay, một cái chế độ, một cái chính thể gọi là Cộng hòa tự do. Thì họ đã hy sinh các cái mạng sống của để mà giành lấy tự do. Thì bây giờ trong cái thời điểm như hiện nay, đã có tự do rồi mà người ta phải chấp nhận bỏ cái tự do để mà giữ lại cái mạng sống, thì nó cũng hơi đi ngược lại theo cái kiểu cái tiêu chí hồi trước. Thì nói chung họ trong đối với những người đấu tranh thì họ cũng có nhiều cái lý lẽ để họ nói, và làm gì làm thì cái căn bệnh này đó, một bên thì họ nói rằng nó rất là nguy hiểm bởi vì sự lây lan của nó và cái sự nhiễm bệnh đó thì đã lấy được sinh mạng rất là nhiều, cái số liệu thì nó tăng lên liên tục. Chúng ta thấy rằng ngày hôm qua ở phía Hoa Kỳ, các cái giới chức lãnh đạo cũng đưa ra những cái thông số là rất có thể là Hoa Kỳ sẽ bị nhiễm bệnh, và người số người mất mạng có thể là sau khi mà kết thúc cái dịch này có thể lên tới 100.000-200.000 người bị mất mạng, thậm chí là có thể là cao hơn nữa, và những cái người bị nhiễm có thể lên tới hàng triệu người. Thì những cái con số đưa ra như thế cũng gây ra cái sự tranh luận, nhiều người cảm thấy là hoang mang, cảm thấy là rất là mệt mỏi, rất là sợ hãi, nói chung là bần thần với cái con số đó. Trời ơi sao mà dữ vậy, tức nghĩa là bao nhiêu người phải như thế này như thế kia. Nhưng mà đối với một số khác thì họ có ý kiến ngược lại, thì họ lại nói là cũng không có đến nỗi như thế nào, và nếu mà so với cúm mùa, họ lại đi so với cúm mùa nữa, và nói rằng cái sự cúm mùa nó cũng gây thiệt hại rất là lớn, giống như cái bệnh SARS trước kia. Cách đây hơn 10 năm thì ở tại Hoa Kỳ cái số người nhiễm lên tới mười mấy triệu chứ không phải là mấy trăm ngàn người, và khi đó cũng lấy đi sinh mạng của hàng chục triệu người thì Mỹ, chứ không phải là ít, hình như là lên đến 12.000 người Mỹ lận. Cho nên là thành ra nó là một số không có ít lúc nào, mà lúc đó thì nó không có hậu quả nặng nề như hiện nay. Còn bây giờ á thì cái số nhiễm có lẽ nói là trong thời gian tới chắc chắn là Hoa Kỳ phải lên tới 500.000 hoặc có thể là hơn nữa là cái số nhiễm. Nhưng mà có một cái thông số mà chúng ta đều biết hết, tức nghĩa là trong khoảng chỉ có 80% những cái người bị nhiễm COVID-19 là không có cái triệu chứng nào hết, hoặc là
có cái triệu chứng rất nhẹ và 80% đó là những 80% gần như là tự khỏi. Và trong 20% kia đó thì có thể là phải chịu cái sự điều trị của y tế, sự can thiệp của y tế. Nhưng mà trong 20% đó thì 15% á, là có thể là bị được cái sự can thiệp theo cái kiểu hỗ trợ thôi. Tức nghĩa là không có cần phải vào các cái phòng gọi là cấp cứu hay các phòng hồi sức cấp hồi sinh gì hết. Còn chỉ có 5% là những người phải sử dụng các cái máy trợ thở thôi, hoặc là sử dụng các cái thiết bị y tế mà gọi là chuyên dùng. Thì chính cái 5% này không, mà cái trên cái tổng số mà nó lên cao quá đó, cũng rất có thể bị phá vỡ các cái hệ thống y tế, làm cho nó bị ảnh hưởng rất là nhiều. Thì ngày nay ở Hoa Kỳ, hai ngày qua cũng đã có những cái kế hoạch ở rất là nhiều nơi thực hiện mở rộng ra các cái biện pháp. Như tại Cali là nhiều cái thành phố cũng đã sử dụng các cái cơ sở vật chất như là các cái nhà thi đấu hoặc là những các cái trụ sở này trụ sở khác để mà làm cái trung tâm giống như một cái kiểu mà chúng ta nghe nói là phòng khám xét nghiệm lưu động hay là một cái bệnh viện dã chiến gì đó, và họ sẽ trang bị các cái máy móc làm thiết bị ngay lập tức. Ngay cả ở phía bên New York cũng làm như thế, tức là họ sẽ mở rộng các cái khu vực gọi là bệnh viện dã chiến, bên cạnh với đó những cái thiết bị đã có rồi, những cái bệnh viện mà trước kia bị đóng thì bây giờ cũng có lẽ là phải mở trở lại theo cái kiểu là dã chiến. Và một chiếc tàu là 1.000 giường đó cũng đã tiếp nhận các cái bệnh nhân rồi, những cái bệnh nhân nặng được đã đưa vào đó, không cái kiểu là để dành các cái bệnh viện khác cho cái việc mà chữa trị COVID. Thì đây là một cái điều hàng loạt cái vấn đề mà nước Mỹ được đặt ra. Bên cạnh đó thì những cái đơn đặt hàng về các cái máy trợ thở đã được hàng loạt những cái hãng xưởng tại Hoa Kỳ tiếp nhận. Chúng ta thấy cái hãng xe hơi, hãng Ford và hãng GM, rồi Tesla và nhiều cái hãng vật tư y tế khác cũng đã đưa ra những cái đơn đặt hàng. Và ngay cả các cái vật tư y tế thì cũng được cho rằng mua từ nhiều nước. Thì bây giờ có người cũng chỉ trích là tại sao Hoa Kỳ lại đi mua thêm các cái khẩu trang ở bên Trung Quốc chẳng hạn, hoặc mấy cái áo mà bảo hộ y tế ở bên Trung Quốc. Thì rõ ràng hồi xưa tới giờ chúng ta vẫn mua của Trung Quốc. Những cái vật phẩm nó cũng rất là rẻ tiền. Nước Mỹ họ ít có sản xuất, họ chỉ sản xuất những cái loại khẩu trang nó có cái chất lượng cao hơn, cái giá thành nó cao hơn. Và bây giờ thì ở Hoa Kỳ cũng phải mua, chẳng những là mua ở Trung Quốc, cũng có thể mua ở nhiều nước khác, ngay cả ở Ấn Độ, ở Việt Nam hay là nhiều cái nơi nào họ có cái nguồn cung ứng thì sẵn sàng họ mua thôi, bởi vì bây giờ là cái thời điểm chống dịch. Và ở Mỹ thì cũng xuất hiện rất là nhiều các cái hãng xưởng, họ bắt đầu họ chuyển đổi các cái cơ cấu và họ quay qua họ sản xuất các mặt hàng phục vụ cho cái mùa dịch như thế này. Thì với cái sức mạnh mà hiện có ở Hoa Kỳ thì chúng ta thấy họ rất là năng động, bây giờ họ bắt đầu họ chuyển dịch rất là nhanh. Nhiều cái đơn đặt hàng của chính phủ hay là những cái địa phương hay kể cả các cái cơ quan y tế đã được các cái hãng xưởng họ họ nhận. Và chúng ta thấy nhiều cái nhà máy đã bắt đầu sản xuất rồi và bắt đầu cung ứng những cái mặt hàng cần thiết trong cái thời điểm như hiện nay. Chúng ta nhớ lại trong cái thời kỳ mà chiến tranh thế giới thứ hai cũng vậy, hoặc là trong cái thời đột mà nó rất là khó khăn đó đó, khi Hoa Kỳ bị lâm kéo vào cái cuộc chiến thì người ta nói rằng nước của Hoa Kỳ cũng chưa có chuẩn bị đầy đủ. Nhưng mà chỉ sau cái thời gian rất là ngắn thì các cái ngành công nghiệp đã quay sang sản xuất vũ khí hay sản xuất các cái vật dụng để phục vụ cho cái chiến tranh đó rất là nhanh, và phải nói là họ cung ứng rất là kịp thời. Và thời điểm như bây giờ cũng vậy, khi mà Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố đất nước Hoa Kỳ nằm trong cái tình trạng khẩn cấp rồi, và với những cái gói tiền được tung ra rất là nhiều, thì những cái đơn đặt hàng được gửi tới tấp và những cái mệnh lệnh được chuyển đến các cái đại doanh nghiệp, thì bây giờ họ đang tập trung rất là nhiều. Và theo cái lời tuyên bố của chính quyền của Hoa Kỳ thì họ nói rằng họ có đủ các cái khả năng để mà vượt qua cái cơn dịch bệnh này. Và bên cạnh đó thì chúng ta thấy là những cái phương thuốc mà đang điều trị đó theo cái kiểu mà chúng thấy là chloroquine hay là hydroxychloroquine thì trong mấy ngày qua đã được CDC của Hoa Kỳ họ chấp thuận cho cái việc áp dụng chữa trị rồi. Thì nhiều bạn họ nói rằng là ủa sao có thuốc rồi, có cách chữa trị hay quá mà tại sao mà người chết vẫn nhiều, hay là cái người nhiễm cũng quá cao. Thì các bạn phải hiểu rằng cái việc mà cái người nhiễm á, nó chỉ phát hiện ra khoảng chừng 2 tuần gần đây thôi, nó tăng lên rất là nhanh.
Còn trước kia thì chúng ta thấy là cái số liệu nó thấp, và bởi vì cái việc mà xét nghiệm nó chậm, rồi những cái người lây nhiễm thì bây giờ nó không phải có cái thời gian nó mới bộc phát ra. Thường á, những cái căn bệnh này nó phải kéo dài khoảng 2-3 tuần nó mới có thể là khỏi được. Thì khi mà phát hiện cái dịch bệnh này ra thì cũng chỉ mới 2 tuần đây thôi, thì những người mà phát hiện ngay từ những cái ngày đầu đi nữa thì đến thời điểm này có lẽ là cũng khoảng 1 tuần nữa thì những người đó họ mới khỏi. Thì các cái số liệu mà những cái người khỏi nó cũng sẽ ít dần lại. Tuy nhiên số lượng mà những cái người phát hiện mới dương tính ra nó sẽ tăng lên nữa, bởi vì được cho rằng các cái bộ kit thử nghiệm sẽ đưa ra thị trường nhiều hơn. Bởi vì bây giờ thì CDC của Hoa Kỳ họ đã chấp thuận cho những cái bộ kit đó rồi, thử rất là nhanh, chỉ cần có 5 phút, và những cái ca nào mà gọi là dương âm tính đó thì khoảng 15 13 phút thì nó cũng không phải là số quá dài. Và mở ra nhiều các cái cơ sở công cộng ở ngoài đường và người ta rất là dễ dàng để mà thực nghiệm nó, thì hứa hẹn rằng nó sẽ tung ra cái số liệu chúng ta cũng không có bao giờ bất ngờ khi mà nửa triệu người của Hoa Kỳ, khoảng chí là 1 triệu người của Hoa Kỳ bị dương tính hết. Nhưng mà vấn đề là các cái thuốc chữa trị đó thì nó có hiệu quả hay không, theo cái kết quả đã được thực nghiệm ở bên nhiều nơi rồi thì đã cho thấy các cái kết quả làm gần như là nó rất là thành công. Và phải nói là có hay không, cái chuyện tới đây người ta sẽ bán những cái loại thuốc đó với những cái liều lượng nó thích hợp để đảm bảo cái sự an toàn cho cái người tiêu dùng đó, trong các cái tiệm thuốc tây gọi là bán lẻ của Hoa Kỳ, thì đó là cái điều mà nếu như nó có cái hữu hiệu và người dân của Hoa Kỳ họ dễ dàng họ mua giống như để mà chữa trị cúm thông thường, thì rõ ràng là tạo nên một cái sự yên tâm và cái căn bệnh này coi như nó cũng sẽ bị đẩy lùi, và khi đó thì người ta sẽ trở lại làm việc. Thì đó là những cái tín hiệu cũng nó cũng là buồn vui lẫn lộn trong cái thời điểm như hiện nay, và cái sự tranh luận vẫn cứ tiếp tục, thì người ta nói vẫn còn có khả năng lây lan. Thì cái khả năng lây lan mà trong cái điều kiện hạn chế tối đa thì chắc chắn rằng nó phải rất là thấp rồi, nó sẽ là không có đáng kể, nhưng mà nó vẫn tạo cho cái xã hội nó vận hành, vẫn tạo cho cái độ thở của cái áp lực của một cái nền kinh tế. Thì đó là một cái biện pháp người ta tính rằng nó có thể là nó hữu hiệu hơn nếu như mà thực hiện cái thiết quân lực trên toàn bộ cái quốc gia. Thì cũng chưa có thể nói trước được điều gì, rất có thể là trong cái thời gian tới nếu như nước Mỹ họ bùng lên quá nhiều đi, còn cái xác chết nó cũng tăng lên nhiều quá, hàng trăm ngàn người mà mất mạng rồi, nào là đi đâu thấy có ai có thể bị bệnh hết, mà người nào cũng thấy một cái khung cảnh âm u tối tăm này kia nọ, thì rất có thể người ta sẽ thực hiện các cái biện pháp nó càng lúc càng khắt khe hơn. Thì những cái viễn cảnh như thế là không có ai muốn nó chứng kiến hết, không ai muốn xảy ra hết. Tuy nhiên là mọi thứ vẫn còn nằm ở phía trước, và bây giờ trách nhiệm nặng nề đang được đặt lên vai của những cái người mà đứng ở trên tuyến đầu, tức là những cái bác sĩ, những cái y sĩ hay là những cái nhân viên y tế và những cái nhà chế tạo thuốc, là những cái người đang được trông mong nhiều nhất, và họ đang nhận những cái gói tiền rất là lớn, nói chung là tiền của rồi không có thiếu rồi. Ngay tại Hoa Kỳ, ngay từ cái gói cứu trợ đầu tiên đã dành đến mấy tỷ Mỹ kim cho những cái việc đó rồi, và tiếp tục sẽ rót những cái số tiền như thế cho các cái viện nghiên cứu nữa, và những cái hãng thuốc đó họ rất là nhiều tiền, rất là nhiều các cái điều kiện đủ để mà họ đi chuyên sâu về các cái vấn đề này. Thì cái vaccine được cho rằng là đã có hiệu quả và sẽ được tung ra vào tháng tháng 8 hoặc là tháng 9, thì khi đó thì vào cái mùa cúm mới đó, tức là tháng mùa cúm mới thì thường nó xảy ra khoảng tháng 10 đến tháng 5, thì tức là tới cái mùa lạnh tới, là mọi người có thể có cái thuốc để mà coi như là phòng ngừa đó rồi. Nhưng mà trong cái thời điểm như hiện nay thì những cái thuốc được khuyến cáo được CDC đưa ra đó, nó có phải là thực sự nó hữu hiệu hay không, thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái số liệu đó ít nhất là trong vòng 1 tuần nữa. Nhưng là bây giờ chỉ có mấy ngàn người đang chữa khỏi, thì tới đây thì số liệu nó mà trong 1 tuần nữa chúng ta phải phát hiện khoảng chừng hàng chục những cái ngàn người như thế đó, thì rõ ràng là cái thuốc này nó có hiệu dụng và nó đang mang lại cái sinh khí mới cho cái việc mà cái cuộc tấn công vào cái con COVID-19, đẩy lùi nó. Thì nói chung là chúng ta phải lạc quan, phải suy nghĩ về những cái tương lai nó tốt hơn, chứ còn mà cứ nhìn theo cái con số nó lên 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 rồi đâm ra là
thụ động bi quan, có nhiều người sợ chết đến mức mà không có muốn làm cái gì nữa hết, cứ tối ngày rầu rĩ với nhau rồi buồn vui lẫn lộn, rồi thậm chí là tự cho mình là có bệnh nữa, ho hen một chút lúc nào cũng rờ lên đầu là lên trán, rồi tay chân thì cứ rửa tối ngày rồi tắm giặt tối ngày này kia đủ cái chuyện. Thì thật ra là chúng ta lo quá nó cũng không có làm được cái gì đâu. Và cái trách nhiệm hiện giờ ở bên ngoài người ta làm còn nhiều hơn chúng ta nữa, tức là phía bên các cái cơ quan thuốc men, cơ quan dược phẩm họ làm rất là nhiều. Và cũng không phải là tất cả những cái người già đều chết, hay là tất cả những cái người có bệnh tiền sử mà khi vướng vào các cái bệnh con COVID này thì họ sẽ chết. Chúng ta đã thấy rồi đó, ở trên thế giới cũng đã có ít nhất là ba cái trường hợp của những cái cụ già trên 100 tuổi, tức là ngày hôm qua người ta đưa ra những cái thông tin một cái cụ già ở bên Hà Lan nữa, 102 tuổi bị nhiễm nhưng mà cuối cùng cũng đã lành. Tức nghĩa là cái việc mà những cái người trên 80 tuổi mà được chữa lành cũng nhiều chứ không phải ít. Cái số lượng người mà bị mất mạng nó cũng chỉ chiếm có khoảng chừng 10% hoặc là hơn một chút, chứ không phải là tất cả những cái người lớn tuổi trên 80 tuổi đều chết. Người ta thấy nhiều là những cái người mất mạng đó là trên cái lứa tuổi đó, và những cái người bị mất mạng là những cái người bị bệnh tiền sử, còn cái người mà dưới 40 tuổi rất là ít, có thể nói là chỉ có không chấm mấy phần trăm thôi. Cho nên là cái trách nhiệm của giới trẻ trong cái thời cuộc chống dịch như thế này, người ta nói là phần phải nặng hơn. Và nhiều cái xã hội rồi họ lên án cái giới trẻ hiện nay theo cái kiểu là sống hơi buông thùa, và vì biết rằng mình có thể là bị được dễ dàng vượt qua các căn bệnh. Và cái người mà đối tượng cần bảo vệ nhất trong cái căn bệnh này đó là cái người lớn tuổi, tức là 75 80 tuổi trở lên, và những người có rất là nhiều các cái bệnh. Thì chúng ta thấy là cái hậu quả của nó đó, họ sợ nhất là cái việc vỡ trận trong cái mặt trận y tế. Nhiều cái địa phương họ không có đủ các cái máy trợ thở, họ không có đủ các cái máy thở, cho nên á, họ sợ lắm. Chính vì điều này ngăn chặn càng tốt những người không có được đến bệnh viện. Và chúng ta cũng không có gì phải rối lên, ngay cả khi mình có bị nhiễm đi nữa thì mình đi khám, và khám rồi mình sẽ theo dõi các triệu chứng, nếu như nó có dấu hiệu bất thường, nó nặng hơn, nó khó thở hơn thì khi đó mới nhập viện, khi đó mới cần cái sự can thiệp của y tế. Còn hiện giờ á, thì cứ bình thường và cứ thực hiện theo đúng các cái quy định của chính phủ và cứ vui vẻ. Đó là những cái điều mà khuyến cáo tại Hoa Kỳ dành cho những cái công dân Hoa Kỳ, và ngay cả ở Việt Nam thì bây giờ chắc cũng phải như vậy thôi. Ở Việt Nam thì họ khắt khe hơn, tức nghĩa là những người bị dương tính rồi thì người ta muốn cách ly tập trung theo cái kiểu quản lý của nhà nước để mà họ dễ kiểm soát hơn, thì cái điều đó đúng, bởi vì theo cái kiểu mà tự nguyện của Hoa Kỳ thì chắc chắn là ở Việt Nam họ sẽ lây lan rất là nhiều. Họ sẽ dễ gì mà họ ngồi một chỗ, họ đi tới đi lui rồi họ tiếp xúc người này người kia, họ đem những cái vi khuẩn đó lây lan tùm lum hết. Còn và cái cách làm của Việt Nam được cho là nó chủ động hơn, thà là như vậy nhưng mà mình giám sát được hoàn toàn, tức nghĩa là thôi kệ bà đó, coi như là mình giữ người đó trong vòng 15 ngày hoặc là ít có thể là hơn nữa, thí dụ như 3 tuần thì xong rồi mình khám nghiệm lại, nếu như mà nó âm tính lần nhất, lần hai, lần ba gì đó hoàn toàn là an tâm rồi thì trả về xã hội, và trả về xã hội thì tiếp tục theo dõi nữa trong vòng 2 tuần nữa, nếu như nó hoàn toàn thì coi như 100%. Thì đó là cái cách làm mang tính chất tuyệt đối, còn cái kiểu của Mỹ đó thì họ làm theo mang tính chất tương đối, và chính vì mang tính chất tương đối như thế này mà mới bị cái sự chỉ trích và mới cho rằng cái hậu quả nó sẽ tiếp tục nặng nề. Thì chúng ta tiếp tục quan sát và để coi thử cái cách chữa trị trong những ngày tới, và cái hiệu quả mà hiện giờ các cái bệnh viện đang sử dụng để mà điều trị cho những cái bệnh nhân đó, nó có thực sự hiệu quả hay không, và người ta còn đang tiến hành hàng loạt những cái biện pháp điều tra khác nữa xem liên quan đến rất nhiều những cái chết mà hoặc là những cái cách áp dụng thuốc, coi cái nào nó có hiệu quả và nó có nguyên nhân vì sao. Thì trong những ngày tới chúng ta sẽ có thêm những cái thông tin về những cái vấn đề như thế. Còn hôm nay thì tôi xin dừng lại đây, rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi, xin kính chào.